ba này cứ chi cặp pal là bọn này đầm ná đại con thôi đầm ná một căn cọt tà lát để hai tà con đào con sơn nơi ở khai khlen tại đây còn chia cắm thời ở lớn ní nhẹ đầm ná một công tài con ở chọc vì nơi cặp pal cho máu bắt thôi đầm ná ta mà này lá này lá đi từ chỉ lá đặc nhẹ thì chó mà cái căn sẽ tha kia mà hay cái pal này tục mà nước chả nó mà hay thì cũng phẩm mùi qua lỗi nhẹ đấy nó mà à lớn nhau ba nè thôi đầm ná mà đó phong thai với nhá tam dạ lan ở tạ si vén hay ở mà mơ lưới máy lấy cầm phun ở rong cha mà lan thì cho từ túi nhóc đặt lan cho cặp pal bà nước cặp pal này khang khởi nhóm nước cặp pal đây ghi nhận đầm ná của phun này rong cha mà ni mà xong thèm nó sẽ là ăn pho lương ní hơi thì mùi đang là ăn pho khiếu là ní nhưng cũng chi nó là ăn tạ si cất cả lô ớt lai chứ nhưng chi là ăn tạ si thôi mà nè là nè cái phòng trong nè là nó thu thay mà nhưng chi mấy ông mơ là nó á mà nè ta bình chi là ăn vài ní ớt mà nè mà để lấy phải ăn pho này chẳng phải dương chi bị ní cả ba nhưng mà bị có cả ba phải chi chân ba lớn lớn lá nó kia tạ mới lãng hối gọi lá của chất to máu xanh ấy được ba xanh máu đập pi rồi lớn máu đập đập mui cả lá ban đi kia chia bén thì hai bén đưa co cái lại nhờ sầm rập vừa ca vừa đầm lá tay chỉ đập được lá lá cho đó là có vậy nhưng chỉ bộ lan lan phai chứ ô phai gì mà nẹm mà rỉ lề lớn nhưng mà đo cặp pal á lớn con trai nghiệp trong lan cặp pal anh ấy cứ cặp pal mua phu cốc express bạn ba đời bên đi trong ba thằng con trai này lơ cặp pal xin cặp pal nên cứ sự cam một hiệp đại cầm phong đại la người lừa cầm pháo rồi như cứ cái lại đã ván là khá còn giờ ván là khá thì đã là nâng ở thế đã là có bài bài luôn đó rồi như cứ cam hiệp cầm phong để chạy sport chẳng là bao phong trong tinh sport mong phong thời tinh mau vì nơi lừa con hỏi tới ai chạy tôi hàng sạch hàng kia kia đó cái chuối tinh áo ấy ta mà chân xì của anh này à chân xì nó lừa con nó rưu bởi dương ớt lại tha kia cái chạy tương áo xong bây giờ ta xì cái đó bởi dương ớt khó thua rồi tha kia tới bọc lực đại cái thêm xa ông lễ cái ai chui lên ba này cái đặc sản thịt thỏ nguyên ngon thỏ nằm ở kia mới mua đó ha thỏ chiên kiến ha xịn nào đó đúng bơi à bơi bơi bụi chiên kiến nè bé ơi cái thịt trắng này kìa đó này kìa đó ồ chạy cái nào đẹp tươi mai hả qua đây một tết mà gặp mấy cái cây hai bên đường gọi là cây hoa đào nở rất đẹp đây là cây 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 cây
dí thêm thuốc mà nó